Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game mới, đó tên là Uncharted 4. Tuy nhiên đây chỉ mới là bản beta mà Uncharted vừa mới mở ra để cho các người dùng để có thể test những cái lỗi gì đó để chuẩn bị cho ngày ra mắt vào tháng 5 sắp tới. Thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn cái tựa game này để có thể tháng 5 sắp tới có quay cho các bạn coi. Thì hiện tại nó cũng đang có multiplayer và mình thấy cũng khá là hay và mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn. Thì có lẽ mình sẽ quay khoảng 2 ngày và mình sẽ up lên cho các bạn coi vào khoảng 5 giờ chiều nếu các bạn nào muốn. Rồi, ngoài ra thì để không nói gì hơn thì mình sẽ vào vấn đề chính luôn, vào game luôn. Thì theo mình biết là tựa game này vừa đã bị dời ngày ra mắt sang tháng 5, và mình không nhớ ngày mấy, khoảng ngày mười mấy, hai mấy á. Thì game này khá là hay và theo mình nhận thấy khoảng vài tiếng chơi á, rất là ổn. Hệ thống server rất là ngon, ngoài ra là cái cách mà nó điều khiển, mình phải nói là gameplay nó rất là ổn. Chưa kể là nếu mà so với Assassin's Creed thì tựa game của Naughty Dog lần này ăn hơn cả Assassin's Creed rất nhiều. Về tất cả các cơ chế, kể cả lẫn cơ từ đồ họa khỏi nói rồi cho đến gameplay. Đồ họa của game này nếu các bạn nào có thể coi qua một số clip mà Naughty Dog giới thiệu từ mấy buổi E3 này nổi kiểu thì các bạn thấy nó khủng đến mức độ như thế nào. Và phần single nó là như thế đó, chưa kể là nó còn có phần store. Phần single nó còn chứa một cái nội dung cốt truyện rất là hay và dài. Mình rất mong đợi để khám phá từ game này. Ngoài ra thì về mặt gameplay á, theo mình biết á, theo mình thấy và cảm nhận nãy giờ á, và mình thấy rằng nó hay hơn rất là nhiều so với Assassin's Creed, một game mà chuyên vào leo trèo này nọ. Tuy nhiên này vốn dĩ là cũng là một game leo trèo nhưng mà nó có những cái rất là hay, thậm chí hay hơn cả Assassin's Creed rất là nhiều. Hiện tại là mình đã vào game luôn rồi và hiện tại là mình đã mua được khá nhiều cái skin này nọ để cho các bạn coi. Hiện tại là mình đang mặc Nathan Drake bộ tuxedo với cái nón. Nói này thì mình chưa có mua gì nhiều lắm. Tuxedo Villains hat rồi này nọ. Ngoài ra nó còn có cả cử chỉ nữa. Cử chỉ có nhiều cử chỉ rất là bựa. Như thế này đây. Rất là BD luôn là đằng khác. Cái này mình đang dùng cái này là cho laugh mà. Mỗi lần gặp ai cái cứ cười mặt mà nhìn đúng tục lắm mà. Loser. Rồi snap rồi tùm lum la nhiều cái động tác mà mình không phải nói là buồn cười đó đây luôn. Yes. Mà cái tướng nó như đàn bà đó. Này cũng bựa nữa nè. Selfie paparazzi get your train on selfie. Nói chung là khá là nhiều. Và mình thấy mình rất thích tựa game này. Thậm và phòng multi của nó có thể nói sẽ nó giống như là The Last of Us vậy. Và có thể là nó sẽ là nó cho mình một số cái cảm giác về tựa game này khi mà nó ra mắt. Hiện tại là mình sẽ tìm phòng mình chơi luôn, đang tìm phòng. Và cái cơ chế level của game này được tính theo kiểu tiền bạc. Hiện tại như các bạn thấy là nó có cái ba cái dấu ở góc dưới bên tay phải của mình là màu hồng, màu cam và màu xanh. Thì cái màu xanh dương á là cái level. Hiện tại mình cũng không biết làm sao để mute mấy thằng này rồi. Nó nói khá là nhiều luôn á chứ. Select your low wow. Thì mình hiện tại mình đang rất là thích chơi Recon. Và một tin khác là mình vô team villain. Nhưng không sao, mình thích con cái bà này nhất à. Nhìn trong nguyên team villain là bà này có bộ đồ nhìn ngầu nhất luôn. Nhưng mà bộ đồ mà đen mình rất là thích. Ok. Và này nó có cả mấy cái chiêu mà đặc biệt nữa. Cứ mỗi class là nó có chiêu đặc biệt. Thì Recon rồi Assault này nọ nó giống như Battlefield và mỗi class nó có chiêu đặc biệt. Thì cái Recon của mình nó có chiêu như ta bấm L1 với R1 nó sẽ chạy với tốc độ cực nhanh. Ui mày nó né luôn kìa thiệt. Ui mình thấy thằng này cứ nắp lên nắp xuống rồi ta. Kiểu đang troll mình á. Nhưng mà cái này các bạn mà nếu các bạn bắn nó chết rồi đúng không, nó còn phải đợi nó mới nó chỉ là knock out thôi. Các bạn phải chạy lại. Ô lộn, nó chỉ mới down thôi. Các bạn phải bắn thêm phát nữa nó mới knock out. Quá chuẩn.
Ơi, trời nó đánh một phát té luôn. Trời, nó còn đúng 30 vòng mình rút súng đó mình bắn là trúng nó rồi. Có điều là cái gameplay của em này thì theo mình thấy là ổn, nhưng mà có nhiều cái nút bấm mình thấy nó chưa thiết kế mà sao cho nó vừa vậy lắm. Như vậy, nhưng ngoài ra thì cái gameplay như thế này các bạn thấy đây cái chỗ và đó là leo trèo rất là hợp lý và thoải mái lắm, nhưng không như Assassin nó nhiều gò bó và nó có cái rào cản gì này nọ, nó còn nhiều cái giới hạn mà mình không thích. So với gì chết lần ba đứa luôn vậy. Thằng này bắn ghê vậy. Bắn ghê vậy bạn. Ôi. Đó, có thể nói là cái nó bám hầu như là mọi thứ và nó không có giới hạn ở nhiều chỗ gì hết. Thì mình tập trung xử thằng này. Mày chạy đi đâu? Nó cao. Nếu thằng cái giết đó, thằng này là chết đó, nó sẽ là hiện chỉ đau, còn nếu mà mình giúp nó hạ thằng này luôn á, hoặc nếu không thằng kia chết á mà chết trên tay thằng kia thì nó sẽ hiện thằng kia knock out, còn không phải là mình knock out. Gì đây, hình như thấy có thằng đằng sau rồi. Ơi ơi, đang nạp đạn đúng lúc vậy. Ô đó, đao bắn trúng rồi đó. Knock out nó đi, knock out nó đi. Tôi xử thằng này cho. Đó. Nó cao không đau mới lạ. Bắn một phát ngay đầu mà. Chết đi, chết đi. Nhưng mà nó bị cái là nó lúc mà nó cao là quầy phải bắn thêm vài phát nữa mới chết. Ồ, wow 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 wow. Bình tĩnh dân chơi. Ơi thằng kia trúng đạn rồi. Để revive thằng này cái đã. Mình là bạn tốt mà. Revive, revive, revive. Cứu thanh niên này mới được. Đó, revive được cộng tiền nữa mà. Nếu mà bạn được cộng tiền thì các bạn có thể mua đồ, mua lính này nọ. Để mình mua lính thôi. Mua lính, đó. Để mình sẽ place một thằng sniper ở đây cho nó bắn phụ cho mình. Thì nó sẽ đứng đây, mình biết là nó đứng đây nó cam luôn. Thằng nào ra là nó bắn. Sniper mình không di chuyển được, mình cũng thấy hơi có nhiều. Có thằng defender của cái class khác thì mình có thể gọi một thanh niên chạy ra nó bắn được. Còn hầu như con mình là hình như cam hết luôn. Sidekick class này thì vỡ mông. Ôi, ơi nó bắn thằng kia, nó đang lên. Nạp đạn vậy cái đã. Tôi sẽ đợi mày lên. Lên đi đâu rồi. Vẫn chưa lên. Thì mình đổi chỗ rồi đã. Gì đây? Trò chơi má bò trường á. Ôi. Ôi, nó bắn rác thế không biết. Cũng hơi là mình chưa có chết. Game này thì mình biết hình như là nó chạy tới 60 FPS theo mình thấy là vậy, hình như là vậy. Và đây là cái phải nói là một cái bước tiến rất là lớn cho những tựa game độc quyền như thế này. Cái quái gì vậy? Nó cao luôn, nó đứng đằng sau lưng mình không thấy luôn, vãi thật. Và như nãy mình cũng đã nói thì đây là một cái tựa game mà mình thấy bước tiến lớn cho những tựa game độc quyền, đánh thẳng vào tâm lý và độc quyền của các hãng game. Và theo mình thấy thì hiện nay thì các hãng cũng đang đưa ra một cái những cái tựa game độc quyền khá là hay, giống như sắp tới là tháng 4 là có Quantum Break từ Xbox nè, mình thấy rất là hay. Mình cũng đã thấy gameplay của tựa game này rồi và mình phải nói là chắc chắn là mình sẽ chơi game đó và mình không thể nào mình đợi hơn được tại vì nó khá là khủng. Có thằng đang chạy kìa, rớt xuống đây chết luôn cái bựa chứ, đợi lại giết này kìa. Nó cao được tiền cho nên ngu gì không đánh. Bựa vãi ông nội. Ê, nó ra vậy bạn. Ê. Rồi rồi chết luôn, nãy giờ để coi. Giờ đao giết được 3 đứa, knock out 5 thằng. Cũng đỡ. Để mình lấy cái súng này đi. Cái súng này rất là OP. Và hình như là bắn hình như phắn phát chết luôn hay sao á. Mình muốn cái kiểu này mà cái làm sao nó nhắm nhanh hơn bình thường thì nó sẽ hay hơn nhiều. Còn chứ này nhắm khá là chậm. Tuy nhiên thì nó sẽ làm cho game này giống như Call of Duty hơn là với góc nhìn thứ ba hơn. Là một tựa game FPS chính nghĩa như thế này. Theo mình thấy thì gameplay nó cũng khá là hay rồi. Hay lắm luôn, không phải là khá nữa. Có thể là một cái đối thủ rất là tiềm năng đối với Gata. Tuy nhiên thì nó vẫn còn hạn chế với mặt nội dung của nó. Gata thì cái thế giới mở và cái thế giới hiện đại các bạn có thể làm bất cứ gì. Còn không như cái này thì có lẽ là nó chỉ dựa theo cục vẫn gắn liền sâu với cái nội dung của nó hơn là cái
phần mà chơi nhiều người như thế này. Mình nghĩ là vẫn có bây giờ từ từ để bắn này khó nó cao cho con. Mình bắn thằng kia đau luôn mà thằng kia đang ké. Đặt mìn cái đó. Đó, thằng nào chạy ra ăn mìn. Tuy nhiên là mình thích cái last recon chứ tại vì nó bắn dễ chết nhất luôn. Đó, ây, ây da, đâu. Để mình đặt, hình như hết mìn rồi. Để hình như có thằng bên này phải. Đâu rồi cưng, à đây, hai ba thằng luôn. Móc lớp rất là hay, bắn được dính một phát rồi, chạy nữa rồi. Còn thằng nữa đâu rồi? Mới thấy đi mà. Ủa má đông vậy? Ủa má knock out lần hai thằng luôn cho ngầu. Còn bay bắt thằng kia nữa. À, giết được hai thằng. Trời má chuẩn quá. Thằng kia nó muốn nó quay lại. Nó giơ tay nó cười hôm kia xong cái bị bắn cái chết luôn này. Vãi thật, mình thích cái súng này lắm á, tại cái này đam rất là cao, nó các bạn biết bắn và các bạn giữ đạn của nó rất là lâu. Và ở đó là mấy thằng kia nó còn quay lại nó cười để mình cười mặt á. Ta da, giống cười gì giống như nè. Ta da, ta da, ta da. Ok, để mình tập trung về chuyên môn cái đã. Đâu rồi, ngoài đây thì các bạn nào muốn lên cấp đó, thì các bạn phải cái gì đây, cái tay cầm mình phát ra tiếng luôn. Các bạn phải lượm mấy cái kim cương ở đây nè. Thì nó sẽ cho bạn tiền và cộng nó tiền thì nó như kinh nghiệm rồi và nó cho kim cương rất là nhiều. Và bạn muốn lên nhanh thì các bạn phải lượm rất là nhiều và chịu khó. Ok, cái này khá là vui luôn á. Nếu các bạn nào chơi Roro tí là các bạn cảm thấy đi hành người khác đó là thú vị luôn á. Ê, sao bro? Chạy đi đâu mày? Nó cao, mình bắn trước đó mà. Đó, cơ chế đó là khá hay là chỗ này đây. Ui, cái gì đây mình lụm kìa. Tiền nó rất là có ích trong game. Lúc mà bạn đang chơi các bạn hãy mua đồ để các bạn bắn ngon hơn. Knock out. Bố mà chỉ canh me knock out thôi. Canh me knock out với lại cả. Ui. Đào nữa, dao là giết luôn rồi. Do là các bạn giết người ta thì nó cái gì vậy? Bậy quá. Có đạn. Đó, mình giữ cái mạng sống mình hay thiệt. Hình như nãy giờ mình chết mấy lần thôi à. Chưa chết nhiều. Chết rồi khoảng 2 lần hay sao á. Ui. Để mình lấy súng ngắm được rồi. Súng này đam phải ra cao lắm luôn. Đúng rồi. Nạp đạn mới ghê chứ. Có nhiều lúc nguy hiểm vả đạn. May thì bò trường. Đó, nó cao liền. Lụm đạn bắn tiếp. Nạp đạn lại cho chắc. Mình bắn vãi thịt. Bắn ghê quá. Mình tự cảm thấy mình ghê luôn mà. Quá dữ. Lên. Đâu có thằng nào hả? Đâu. Để anh coi. Anh bắn lên cho. Ê, có thằng. Ê. Được 990 rồi. Một 10 nữa là mình gọi được thêm con sniper nữa. Mình có vẻ con sniper của mình là hơi phế ở chỗ đó. Mình nghĩ là chắc khi ra game chắc phải cho cái gì đó thay thế vậy. Nhưng mà cái này như đó là skill đặc biệt. Ở ngoài đó nó có skill đặc biệt của con nhỏ này á là chạy tốc độ cực nhanh. Rồi để mình coi. 3 knockout to win. Ôi, đâu ra ông nội. Ôi, vãi thật. Ờ, đây để cho mình cho các bạn coi cái ảo lòi, sự ảo lòi Mystical là cái sức năng đặc biệt của mình á. Và mình có khả năng phóng tốc độ bàn thờ. Đó, tốc độ bàn thờ, đó, lên, ngầu vãi trưởng luôn. Nó nhanh hơn bình thường thôi chứ nó cũng không có gì đặc sắc cả lắm. Thì nói chung thì theo những gì mà mình cảm nhận được thì mình thấy là vậy. Và có lẽ nó trâu bò hơn thì mình nghĩ. Nhưng mà nó không được lâu. Ơi, bậy quá. Này lên cái lên nòng khá là chậm. Ơi. Má mấy thằng này đạp tụt lắm ba. Mỗi lần nó đạp mình có nhiều lúc nó đạp mình một cái là mình văng khỏi map luôn. Nó đạp nhiều cái rất là kinh. Còn có 3, 33, 32.
kêu nó là đau, hai kêu nó là ngon rồi. Sát nút quá, quá sát nút. Không thể chết được. Nhú cái đầu lên em. Để mình xử cái thằng này cái đã. Nếu được. Wow 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 wow, siêu năng lực của nó rồi. Wow wow wow, chạy chạy chạy. Oh oh nice, quá chuẩn luôn, còn thằng bên phải nữa nè. Chạy đâu mày, chạy đâu mày. Chạy hả mày? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, kia chạy rồi. 33 rồi. Ô, đánh chết nó đi, đánh chết nó đi, đánh chết nó đi. Đó. Nó cao 34 33, chuẩn quá. Còn một kill nữa. Ý, có thằng rồi. Thằng ở dưới rồi. Rồi xong, thắng. Quá chuẩn luôn. Rất là sát nút. Mình đứng hạng 3, giết 8, chết 11. Quá hay. Revive một đứa, assist 6 đứa, điểm gì cũng cao rồi. Nói thêm mình thấy là vậy, mình cũng không muốn là mình team mình thua nữa. Đó các bạn, hiện tại mình đang level 2, giờ vừa mới tăng lên được level 3. Và muốn tăng lên level 4 mình phải làm đủ 10.000 tiền trong game thì mình có thể lên được. Cứ mỗi lần vậy mình được khoảng 3-4.000 gì đó. Ok, và chúng ta sẽ đợi tiếp cái tiếp theo. Và sao tụi này nói nhiều quá vậy? No. Low down. Record. Ok, và mình đã vô được thằng Drake của mình rồi. Đã vãi. Và mình rất là thích Drake nên mình hẳn để hẳn một bộ đồ luôn. Quá ok luôn. Đâu, nhìn mình là tách biệt so với tụi kia luôn á. Nhìn vỡ đạn thật. Ok, rồi chúng ta sẽ vào quan trận đấu mới. Và hồi nãy giờ là mình có một số vấn đề về gì ta? Về cái internet cho nên nó không tìm được cái trận đấu và buộc phải hủy, tạm hủy. Đây đâu rồi. Dính nè. Đó, nãy mà mình bắn dính luôn á là ơi revive. Không sao, chưa chết. Ê, nó tụt xuống đây. Chạy đâu mày? Ôi, bắn không tin vậy, bắn hụt luôn mới ghê chứ. Ôi, nó lên, đang lên. Ôi, vãi, nó còn 100 giọt hẳn luôn. Ghê thật. Ca này khó. Để coi mình xem cái nút bấm nó như thế nào. Đó, O, L. Lộn tròn, form. Ok. Là lộn tròn nè. Chúng ta phải thật là cẩn thận tụi này. Tại tụi này đó, nó cũng dân chơi như mình luôn. Bắn cũng rất là kinh hãi. Đó, không ngờ hụt luôn mới ghê chứ. Tí gì. Đâu, chứ mình cam đây thử coi. Đâu rồi, tụi nó đâu hết rồi. Phải đi tìm. Wow. Gì vậy anh Hiền? À shit luôn, cái gì mà tôi bắn ké không vậy? Mình bắn vậy mà nó là ăn hà shit không à? Vãi thật. Lâu lâu muốn giết người mà cũng không được nữa. Đó, dính một viên đó. Rồi, tụi bay ra đây, ra đây. Đâu rồi. Ủa, bộ thằng này, nó không thằng này sao? Đau. Chuẩn luôn, mình bắn chuẩn vãi. Không ngờ. Trốn đây ông nội. Cười vô mặt đó. Ê, tụt vãi. Thôi cứ đặt mìn đây thử coi. Để chắc là cái này nào cũng có thằng đạp vô thôi. Cứ để sẵn cho cái ăn. Rồi, thì sao có cái bắn rác quá vậy? Thì ra là có thằng bên đây. Lộn mèo ghê thế cơ à.
Tao ghét mấy thằng lộng mèo nha. Ơi, ơi. Ai, what the fuck? Hello, 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 hello. Oh, oh. Rồi má chưa gì vô thấy game lỗi rồi đó. Má đã mình bị xuyên tường luôn mới tục chứ. Này đi, này thấy hợp lý hơn đó. Sniper nó hơi fail. Đâu rồi, đâu rồi. Bị cái là mình thích cái sniper class này. Với lại nó dễ bắn, mình cũng không đến nơi nào. Đâu rồi, có ý gì đâu rồi. Có một thanh niên, đam cho con. Ui má thằng này nó ăn hôi vãi luôn á. Mình giết được một thằng rồi. Để xem bên đây còn thanh niên nào không ta. Chúng ta phải cẩn thận. Để chèo được không ta, không. Ôi cái quái gì vậy. Ôi nó bắn thằng kia. Ôi vãi nồi, vãi nồi. Ôi tránh xa tao ra má, tránh xa tao ra. Ê tao giết mày rồi mày sao mày chưa chết nữa mày. Thôi má, thôi được rồi, mình tự xử cho rồi. Mình bắn kia đau luôn rồi, giờ thằng này lại cứu má đông vãi luôn. Má ác vãi nồi. Được rồi, không sao, sao tao sẽ báo thù. Báo thù chưa muộn, không sao cả. Nhưng mà đau rồi, được rồi. Cũng tính điểm rồi. Ô ô, nó quay trở lại mới ghê chứ. Mình đang tới, phải kéo đồng đội đi chung. Kéo đi càng đông mới càng vui, bắn nó mới ghê được. Ôi, ghê vậy. Ơi, ơi, ơi. Cứu, 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 cứu. 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 Hồi respawn mẹ cho rồi. Mấy anh này đá không mà hồi respawn mẹ nó cho nhanh. Và ông nội rồi. Thôi được rồi. Đó, không ổn rồi. 94 rồi chưa gì găng quá vậy. Cái gì ghê quá vậy? Vừa mới thấy bắn đâu đây. Cái gì cái con nhỏ này sao nó cứ đi sau đít mình hoài vậy? Bộ thích mình lắm hay sao á? Oh. Headshot này mà không chết mới lạ. Oh, nó chạy mẹ nè. Má, mém nó mình bắn trúng rồi. Má không ngờ là hụt. Oh, what the fuck. Mày thì nhảy down nha con. Master Downer đó, chuẩn luôn acid. Tại sao lại acid cơ chứ? Đâu rồi, ra đi cưng, ra đi. Đang đợi đây. Vẫn chưa thấy tụi nó đâu. Từ từ để tao revive mày cái đó. Ui, vô đây, 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 vô đây. Bị bắn chết mẹ rồi. Ây, vãi anh đi thật. Chỉ cần vô là ngon rồi. Thấy ok vậy. Ô, con nói rồi con ô, không ngờ bắt hụt luôn. Ê, cái quái gì đâu ra vậy? Sao, không có ai tới cứu được không ta? Sao quá, thôi respawn luôn đi. Để coi, giết 5, chết 2, ơ lộn, giết 5. Hay đi. Nãy mình dùng chưa xài nữa. Ủa, mình đủ tiền mà ta? Vẫn đủ tiền mua thêm một cái con kia nữa, nhưng mà sao nó không mua được ta? Kia ông nội kia chạy qua đây mới ghê chứ. Sao nguyên đám giờ đứng cam luôn rồi. Ôi. Đó, chính liền. Chính liền. Bắn là phải dính thôi. À, acid là thấy đéo nào. Bố bắn cực hình vậy luôn á, bắn mệt vãi luôn. Mà acid. Cuộc đời thật là bất công. Cho nên ây da, cho nên thằng này mới xuất hiện tại chỗ này. Ây. Ôi cái gì bắn gì ghê vậy. Gì hết, bắn một đùng cái 3/4 cái máu thằng này đi luôn. Ghê vãi. Ôi bắn vậy mà không chết sao. Vãi đá vậy. Ơi nó vẫn không biết mình đây mới ghê chứ. Tôi ghét mấy thằng lộn mèo nãy tao cũng đã nói rồi. Ơi, ơi, vật má, trời ơi, tao dẫn gì thằng kia rồi, chuẩn bị thêm 2 cái acid nữa. Vãi nồi, biết ngay một cái acid nè. Hey, thật là khoai quá đi. Lộn mèo, lộn mèo, lộn mèo.
Thật là khoai quá đi. Thật là khoai quá đi. Này là hồi đánh hội đồng nè. Đánh hội đồng. Hai đánh một khung chồng cũng què luôn nè. Đánh hội đồng vãi thật luôn á. Ở đây đây. Đây. Ô sao chạy lẹo quá vậy các bạn. Hey. Rồi té giật mặt cho con. Té giật mặt nha con. Ôi sao châu bộ vậy. Đó, đó đúng rồi, knock cao đúng rồi. Hết đạn luôn rồi. Ăn ké đạn có cái vẻ rồi. Ô đạn. Ô cái gì đây. Ăn chưa, relic. Dính nào 100 đao nữa thấy không. Đứng đây mà bắn nhau hả trời ơi. Trình anh bắn sniper quá hay. Chôn cùng nhau chôn mấy ông nội này. À, giết đâu trời. U cái gì đây. Chạy đâu, đao tiếp. Chạy đâu, đưa cái mông ra ngoài. Nào chúng ta cùng đưa cái mông ra ngoài. Đưa cái mông ra ngoài. Cười cái nhẹ rồi, cười vô mặt. Ha ha. Chết hồi là bắn tiếp đi. Nguy hiểm vậy. Cười vô chiến trận hơi bị ghê đó. Đó, dính là đó. Mình đúng là ăn hôi thiệt. Nhưng mà phải công nhận là mình bắn mấy thằng này chết hay thiệt. Công lớn. Công lớn. Đó. Đó, chuẩn quá luôn. Đó, còn thằng nữa ra đi mày. Quấn nó luôn, đạt nó đúng rồi. Trời ơi, anh đã giúp tụi bay đánh nó rồi. Tụi bay cứ xông lên mà đánh cho anh. Không cần gì phải sợ, anh bảo kê hết cả khu này. Anh là đã cầm sniper là anh chấp hết. Cái gì đây, cái gì đây bạn. Cái ơi, cái nạp đạn mà sao trời. Thả mình cái đây, lỡ nó lên lại. Mày làm cái gì tao, làm cái gì, cười cái nhẹ coi. Ha ha, ha ha, ha. Hơi biến thái nhưng mà thôi kệ. Tại mấy này nó tính ăn chơi, ăn với mình mà trời ơi. Ý, revive không được rồi, không ổn rồi bạn ơi. Có vẻ cần kia nó nhìn rồi, không ổn, Đúng. Hết mình rồi. Ôi ý, đó, shut down, trời ơi. Trình quá cao. Cái gì chị đâu. Cái gì, mày nghĩ mày đi đâu. Cái gì. Ha ha. Đâu để rồi, mình có mìn ở đây ngon biết mấy ha. Rồi súng đây đi coi nạp đạn lại cái nè. Ok. Nạp đạn đã xong, rồi chúng ta chiến tiếp coi. Ô có thằng gì đây. Đưa cái mông ra ngoài. Ô quá một phát văng mông. Ô cái gì đây. Ô rất mẹ xuống dưới luôn rồi. Mém đưa là giết được thêm một đứa rồi. Ê, cái gì đây. Ôi biết ngay thế nào cũng chết mà. You lost. Trời má bắn gì mà không được lên lên top luôn mà còn thua nữa hả. Má tụi kia ăn hên vãi luôn á. Má mình giết 12 mà knock out 9 lần luôn rồi kìa. Acid 8 đứa luôn. Đúng kiểu mình là thanh niên acid của năm luôn á. Má acid có tầm vãi. Chúng ta còn khoảng 2000 chúng ta lên cấp 4 rồi. Hay mình biết hình như là cấp 7 là max cấp. Hay mình biết là gì. Mình cũng không biết cái relic là dùng để làm cái gì nữa. Nhưng mà cứ ăn đại, có lẽ sau này mình sẽ hiểu hơn. Đó, càng chơi mình càng lại không muốn game này hết beta. Game này chỉ hiện tại là chỉ mới beta cuối tuần thôi. Cuối tuần tức là thứ bảy chủ nhật này thôi. Và ngoài ra thì mình không biết mình sẽ có thêm một bản beta nào hay không. Nhưng mà mình mong là sẽ có thêm một bản beta nào đó gần ngày ra mắt. Tại từ đây mà tới tháng 5 là hơi bị lâu và mình không thể nào chờ được. Đó là một cái chuyện không thể nói được. Chờ rất là mệt và mình rất là thích. Game khá là hay, theo mình cảm nhận là vậy. Tại do mình bắn ảo quá mà. Ông ấy nói vậy nhưng mà game đã thiệt. Không đùa không phải đùa. Ok, có lẽ mình sẽ đợi thêm 3 thằng nữa. Nãy bắn ảo quá, bắn 12 đứa luôn nãy. Liên tiếp, trời ơi, này kia mà có kill streak mà giống như Call of Duty là chuẩn mẹ luôn. Nãy là kill streak 4-5 đứa liên tiếp. Bắn quá chuẩn, đau quá trời luôn. Đẹp trai đẹp gái luôn. Mà không ngờ không có gì hết ngoài việc ba tiền thì nhiều nhưng mà mình gọi toàn ba gì đâu không. Với lại skill của mấy thằng súng ngắm thì toàn là ba cái chạy siêu nhanh này nọ với mấy con sniper vô dụng vãi đái luôn. Bắn cái đéo gì toàn dính không chứ không chết ba. Hoặc là không thể tin được.
nhưng mà được cái map nó thiết kế rất là đẹp. Có lẽ lần này mình sẽ chuyển sang chơi để coi cái fail là cái gì ta. Support để coi có cái gì ngon ngon. Cái này cái fold này là mình không rõ nó là bắn liên tục hay bắn liên tục hay là bắn từng viên nữa. Mình nghĩ là từng viên đó. Ủa cái gì đấy? Sao có thằng vậy? À đủ rồi nè. Nguyên một team. Cả team luôn đi mà đừng chứ đùa. Ok, bắn tiếp. Xiaolin, Shaolin. Và cái Shaolin đâu đi coi bắn này bắn sao ta? À đúng rồi, bắn liên tục. Ok không sao mình cái gì đây? Hai ba thằng luôn. Đợi nó tới nào. Anh đợi về tới thôi. Đạn mìn nhá. Wow, mình bấm nhầm nút mới ghê chứ. Má tụi nó bắn rác thế, bắn kinh thế. Bắn bậy tao này, bắn bậy tao. Ồ, ca này khó nè. Ồ, không, cái này coi giống như DMR bên Battlefield quá. Chứ không phải là súng càng. Nó đau ngay cây này OB vậy. Đồ chuẩn quá. Bây giờ hai ba thằng nhắm mình luôn mới ác chứ trời. Ba thằng rồi thêm thằng đây nữa. Một lỗ nó đi anh mày đang chọc má nó canh mình thẳng luôn ghê thật. Má canh trước luôn không nội. Đó quá chuẩn. Trời ơi anh mày bắn chuẩn đã phải. Ê má tụi đi bắn gà phải. Cái gì đây? Lết đi đâu vậy bạn? Lết qua đây cái nhẹ. Đâu rồi? Anh Ninh đi đâu rồi? Ủa? Độn thổ hả bạn? Độn thổ mày. Đâu vừa mới thấy anh Ninh đằng sau. Low ammo rồi. Low đạn đạn ít rồi. Cái gì đây? Nhìn cái gì trời. Oh, respawn luôn đi, chấp này một mạng luôn, tao chấp mày luôn á, mạng hên thôi. Sniper nữa hả? Sao là sniper tối ngày vậy? Để mình đặt con sniper ở đâu ta, để kiếm chỗ này đi. Play sniper, đứng đây canh cho bạn, canh cho đàng hoàng. Mình rất là trông chờ bạn có thể làm một cái gì đó nên hồn. Nhưng thực sự là nãy giờ các bạn chỉ là đứng đó mình nhìn rồi bắn lâu lâu bắn axit được vài cái. Nhưng thực chất là các bạn cũng chả được kiếm được cái gì. Rất bực mình cái điều đó biết không nè. Sniper gì như quần què. Hình như mình bị spot rồi sao ta. Không sao. Với trình bắn như mình thì vẫn có sao đấy. Cho nên phải tập trung cái đã. Ủa sao chết lần hai đứa vậy ông nội. Wow, vô đây, đúng rồi, vô đây. Để ta revive cái đó, nhỏ kia đúng chưa vô. Wow, call for help, Cứu. Cảm ơn. Bắt đây, con nhỏ này. Nổ đi, trời ơi, sao nó không nổ. Con nhỏ này nó fail vãi. Knockout. Nổ quá vực. Có đường nói là revive 3-4 lần liên tiếp luôn nha. Má mấy này cũng tốt bụng lắm, chịu khó revive mình tới hẳn 3 lần luôn. Không sao nhưng mà là mình là chủ lực của team nó phải revive thôi. Cái gì đây? What the fuck? Trời, thằng kia vừa mới đi xuyên tường rồi. Trời, má nó xuyên tường quá đục, mình má nó đi xuyên tường luôn. Vãi thật. Cái số 400 này là gì ta? Bom hả? Giờ mình sẽ đặt thêm bom đi. Kiếm thêm mìn nó sẽ hay hơn. Đó. Làm sao cho nó nhanh nhẹn lên một tí. Tụi này nó bắn hơi khoai. Theo cảm nhận mình là vậy. Ủa, gì đây? Bắn làm sao mà chả đã ảo tí. Đâu rồi?
Oh what the fuck. Ơi bạn ơi bạn cứu. Ôi vãi, chết luôn. Nó này ngoài tầm rồi. Sniper nãy giờ của mình vẫn chưa làm được việc luôn á. Và nó vẫn thậm chí là vẫn chưa mất máu nữa, nó chỉ là làm việc. Vãi thật. Ôi vãi thân đi. Sao đau vỗ tụng quá vậy? Trời ơi. Má respawn luôn là vừa. Đằng sau bạn ơi, đằng sau kìa, đằng sau. Đâu rồi? Tụi nó đâu rồi? Rồi ba đứa cùng chết luôn hả? Vãi đạn vậy, vãi đạn vậy. Ôi. Ôi respawn luôn. Đó vậy cho đỡ tốn thời gian. Thằng kia má thằng kia nó trời ơi. Thằng kia nó fail vãi. Đấy, mình đứng top luôn rồi. Quá sao tờ vùng chiến thử nằm bên đây hết vậy? Có cái súng. Để mình coi là cái súng đó, kỳ đây. Đủ súng phóng lựu, tao thích. Chuẩn mẹ nó đó luôn. Nhưng vậy cái sao tụi kia nó giết mình nhiều quá. Team mình yếu quá. Đau nha con. Quất nó, đúng rồi, anh mày xông lên đây cho tụi bay cứ đấm nó cho anh. Không phải chỗ này rồi, tụi nó đi đâu mất tiêu rồi. Ý, vẫn còn hay sao kìa, nó hiện không kìa. Ý, nó bắn chi. Hạ anh kia luôn rồi. Ý, sao bắn vậy mà không chết trời. Mình bắn nói chung nó hai lần luôn mà nó vẫn không chết ta. Cây này cũng mạnh lắm mà ta. Bắn cũng phải ít nhất hai lần rồi. Chạy ác liệt chạy. Nghĩ sao vậy bạn? Người bạn trình bạn còn kém. Đó, chuẩn quá đi thôi. Ôi, anh đặt bom sẵn hết rồi nhá. Không có việc gì phải sợ. Tụi nào vô là cứ đè ra mà chịch thôi. Quá chuẩn, anh đi tiên phong bảo vệ cái team. Để coi xem có gì đặc sắc không để lên ngàn kiếm. Ê, bỏ tao ra. Con mẹ mày, đó, trời ơi, trình là như thế này, hiểu không? Đó, không có thằng nào đụng được mình đó. Bắn phải chuẩn. Ê, sao ba thằng ghê vậy? Đó, ý, thằng kia gục rồi. Mày chuyển qua đây, sao chết vậy? Sao nãy không nói? Đâu có thấy hiện lên đâu. Ê, thằng này bắn bừa nè, không phải là bắn bừa nè. Má, mặc dù bắn chúng mình thiệt nhưng mà nó bắn kiểu đúng bắn bừa luôn á. Bắn bừa chạy ra rồi á, tục vãi. Bố mày sắp mua được cái kia nhá. Đúng rồi, 995 nè, bố mày bao được cho bắn chết mẹ tụi bay. Không muốn nói nhưng mà mua được nè, đó. Đó, bố mày lôi ra bố mày bắn. Một phát là chết cả lũ nhá. Ê, sao bắn bảo chết mày? Ôi, vãi đái. Bắn hoài không chết, knock out hả? Vãi cả knock out. Đánh đi. Này mà không chết là tao cùi. Tao quỳ luôn, quỳ lại. Đó, bố mày chạnh cả rồi. Cái gì lại quá vậy? Ôi, mém đã đánh thằng này rồi. Trời ơi, 67 máu. Được nhiêu rồi, 10 chết 9. Chuẩn, có lộn 10 nó cao 9 luôn. Ý, tới khi nào mà con sniper của mình bắt đầu được việc ta? Thậm chí là không thấy nó làm cái gì luôn. On radar, chết cha rồi, bị phát hiện rồi.
Chết chưa? Sao không chết đi? Trời ơi, sao vãi vậy? Sao bò vãi? Ơi tội cái là cái cover con này nó nhúc cái đầu lên. Vãi thật. Nó lộ cái đầu lên rồi, thấy không? Má nhìn tục vãi luôn. Mày làm gì tao? Nãy còn đá tao nữa phải không? À, vãi mấy thanh niên chơi lầy đến độ vậy luôn. Hey, giờ mình phải chơi lầy chung với nó. Lần sau chúng ta phải chỉnh cái selfie á. Má giết nó xong mình chụp hình đăng lên lại, đăng lên Facebook. Thằng này vừa mới cố với mình nhưng mà bị cái fail cộng chơi ngu, không hoàn thành được mục tiêu cho nên đâm ra chết. Và mình bình hạ trong một vòng một đống nhạc. Ủa cái gì đây? Cái gì đây? Vừa thấy cái gì đó nhỉ? Ủa thanh niên ngáo. Ủa không phải ngáo mà là đỡ hơn ngáo. Ủa cái gì đây? Cha you lost and hole nữa hả? Trời bắn quá trời luôn á. Thật và không ngờ là mình thua luôn á. Đã đạt.